Cách đây không lâu, Ngô Kiến Huy khoe thân hình sáu múi. Song hiện tại thân hình anh gầy gò, xanh xao. Ngô Kiến Huy được xem là một trong những nam thần điển trai, hát hay của V-pop. Cách đây không lâu, anh khoe body sáu múi săn chắc sau thời gian giảm cân, tập luyện chăm chỉ. Tuy nhiên, trong đoạn video vừa chia sẻ, nam ca sĩ lộ thân hình gầy gò, chân bé tí gây xôn xao. Hình ảnh gầy gò của Ngô Kiến Huy theo đó, Ngô Kiến Huy đã chia sẻ đoạn video tập luyện môn boxing lên trang cá nhân. Trong video, nam ca sĩ để cho đối thủ đấm vào bụng mình. Anh viết, giam ba cái đấm này còn chịu được, huống chi sự đời. Phía dưới bình luận, đông đảo fan tỏ ra lo lắng khi chứng kiến thần tượng ngày càng sụt cân, vẻ ngoài thiếu sức sống. Anh ơi đừng giảm cân nữa, người còn bé tí à, sốt qua đi, anh giảm cân vậy là hại sức khỏe đó. Là những lời bình của fan gửi đến giọng ca truyền thái y này. Vẻ ngoài xanh xao của nam ca sĩ sau khi giảm 10kg trước đây, Ngô Kiến Huy từng chia sẻ về quyết định tập luyện thay đổi hình thể để làm mới mình. Anh nói, tôi chủ động giảm cân. Năm ngoái, tôi nhận ra đam mê của mình là boxing, vèo một cái là bị nghiện rồi giảm đến 10kg. Trước đó anh từng khoe body săn chắc hiện Ngô Kiến Huy vẫn khá đắt sâu ca hát và dẫn chương trình. Sau chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy liên tục vướng tin đồn có tình mới. Cư dân mạng từng râm ran tin đồn chàng bắt hẹn hò với Kim Thành thành viên nhóm nhạc Sơn khi soi bằng chứng cả hai cùng diện áo đôi, đi du lịch cùng nhau khi đăng ảnh check-in cùng thời gian và địa điểm. Tuy nhiên cả Ngô Kiến Huy và Kim Thành sau đó cùng lên tiếng phủ nhận. Ngô Kiến Huy sau đó tiếp tục được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với hot girl Sam khi phát hiện cả hai cùng đeo một chiếc vòng giống nhau và loạt khoảnh khắc tình tứ, thân thiết trong hậu trường các chương trình. Ngay lập tức, Sam đã lên tiếng đính chính, tôi và anh Huy quen biết nhau 10 năm rồi, từ thời anh Huy phát hành MV giả vờ yêu chứ không phải đến tận bây giờ mới chơi chung. Chúng tôi xem nhau như bạn bè, tôi có đọc những bình luận của khán giả ghép đôi hai anh em nhưng thực sự không hề có bất cứ điều gì đi quá giới hạn. Ngô Kiến Huy vướng nhiều tin đồn về tình cảm sau chia tay Khổng Tú Quỳnh gần đây nhất, Ngô Kiến Huy liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò với hot girl gì bị xa kỹ. Nam ca sĩ và Dĩ Bị Sa Kỳ từng hợp tác trong một sản phẩm của nhóm Hải Pháp và ngày càng trở nên thân thiết sau đó. Tiếp đó, cặp đôi lại để lộ dấu vết đi du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhau. Ngô Kiến Huy và hot girl nhóm Hải Pháp thường xuyên check-in tại một địa điểm trong cùng khoảng thời gian. Đây được cho là bằng chứng hẹn hò của Trang Bắc và Dĩ Bị Sa Kỳ khi cả hai chỉ tránh không xuất hiện trong một khung hình. Nguồn: http://danviet.vn, Ngoken Huy lo than hình gây go thiếu sục song khi en fan lo làng 5020215714. Nguồn: http://danviet.vn, Ngoken Huy lo than hình gây go thiếu sục song khi en fan lo làng 5020215714114127.
HTML.